em giỏi. Trước tiên ta chuẩn bị tờ giấy A4 khổ 15 x 15. Bắt đầu ta gấp loại hàng lại. Để mở ra, ta tiếp tục gấp. Vậy bên đây ta cũng làm tương tự. Mày xuống đất đi cho tôi dễ một mà. Dễ được chưa? Ừ. Dễ được chứ mày dạ. Mày thẳng lưng lên. Nó cao lên một chiếc. Chiếc không bánh á. Thôi bánh bánh gì chặt gì đó. Không ăn gì cũng tốt. Dễ được chê rồi. Ai hiểu mà ai cô không ăn gì đâu. Trời ơi, trời để mút chết queo rồi sao? Mút chết queo. Mút xỉu á. Mút xỉu là mày bỏ luôn á. Điện vô rồi nói nha, chú Quỳnh mà xỉu rồi mày bỏ luôn, nhưng cười hắn vòng vô vòng luôn. Bữa giờ con muốn hiểu rồi nào rồi. Chú uống một hộp sữa cho mẹ nha chưa? Ít rồi nhưng mà muốn bánh. Rồi uống hết hộp sữa vô tổng cho mẹ con bánh chứ không tổng sữa. Anh ba anh đây đi học chứ uống sữa không vậy hả trời? Chiều ăn gà rán hả? Mày đi con đi. Trời, cái mặt có một chùm mẫu điện kìa. Lựa thằng dài nè. Nè, cộng bớt sao được. Ở đây nè. Ừ. Tắt máy ra. Rồi đặt tay cho mẹ. Nhân nghiệp sinh nhật ba tặng cho em một chiếc lấy đất đi, đừng để bên này nè. Để lên cao quá, đừng để tới. Để thịt thôi, thôi để đó đó. Để đất. Nó có hình chữ nhật đặc tâm không? Không, chữ nhật màu đỏ đặc tâm. Dạ. Bằng một ngón tay em. Đặc tự là bằng da nền. Trên cặp có in hình siêu nhân. Ta kéo hai phần này lên. Rồi đi. Bên cạnh sau có qua để theo. Sao hả? Chiếc cặp có hai ngang to chỉ. Đồ dùng học tập. Được em lớp. Rồi, một tiếng đâu? Em muốn một chiếc cặp này. Thank you.
và ta đã hoàn thành được một chú thỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.